Chào mừng các bạn đến với kênh Sống Tạm. Video này cập nhật cho các bạn phần 24 của câu chuyện Làm Vợ Bác Sĩ. Em không coi nhẹ chuyện 4 năm trước mà hoàn toàn ngược lại. 4 năm trước, tất cả đều như một giấc mơ tuyệt vời đối với em. Thậm chí, trong mấy tháng mang thai Dương Dương, ngày nào em cũng mơ đi mơ lại giấc mơ đẹp đẽ ấy. Em mơ thấy chúng ta của năm đó trở lại khoảng thời gian Đỗ Hoàng Ngân kia đang theo đuổi Cao Dương Thành. Khi ấy em thực sự rất nhớ anh. Mỗi ngày em đều cầm điện thoại nhắn đi nhắn lại số của anh, nhưng cuối cùng em không dám gọi. Vì thế anh sẽ mãi mãi không biết khoảng thời gian đó em đau khổ thế nào đâu. Em nhớ anh điên cuồng, nhớ nụ cười của anh, giọng nói của anh, thậm chí em còn bị rối loạn thần kinh trong thời gian ngắn nữa. Em cứ tới buồng điện thoại công cộng, nhét một đồng xu vào rồi lại lặng lẽ bấm số anh. Khi nghe tới tiếng alo quen thuộc kia, bản thân em lại như phát điên, rất muốn nghe thêm chút nữa. Muốn nghe thật rõ ràng lời anh nói, nhưng em không dám. Em như một con rùa đen chui rúc vào mai, nhát gan cúp điện thoại. Suốt một thời gian dài lặp đi lặp lại như thế đó, em đến những buồng điện thoại công cộng khác nhau để bấm số của anh ròng rã nửa tháng, chỉ để nghe một chữ đơn giản, một tiếng ngắn ngủi vậy thôi. Cao Dương Thành, anh cảm thấy một Đỗ Hoàng Ngân như thế sẽ đùa giỡn tình cảm của anh vào 4 năm trước sao? Nếu em thật sự chỉ chơi qua đường, thì em cần gì phải chịu đựng nỗi cô đơn kia để sinh ra đứa con của anh chứ? Em tội gì phải cô đơn, một thân một mình cho tới bây giờ? Hoàng Ngân nói xong câu cuối cùng thì bật khóc thành tiếng. Nước mắt như châu sa mạnh mẽ tuôn rơi, từng giọt rớt xuống lòng bàn tay Cao Dương Thành. Nóng hổi bóng rẩy thấm vào lòng anh. Nơi đó của anh đau, đau quá. Vành mắt anh nóng rực đỏ ửng, một tầng hơi nước che phủ con ngươi màu khói thâm trầm. Cao Dương Thành sắp không nhìn rõ người con gái trước mặt mình nữa rồi. Hoàng Ngân, anh năn nỉ gọi tên cô. Từng nụ hôn nóng bỏng chứa đựng vô vàn tình cảm dịu dàng rơi trên trán Đỗ Hoàng Ngân, điểm lên mí mắt ướt át của cô. Vì sao? Vì sao em không nói cho anh biết mọi chuyện sớm hơn? Em có biết, lần đầu tiên anh nhận được cuộc điện thoại xa lạ kia, anh cũng đã hy vọng đó là cuộc gọi từ em biết bao nhiêu. Nhưng mỗi lần anh gọi lại, thì tất cả đều chỉ là âm thanh báo máy bận. Càng về sau, anh không thể không tin đó chỉ là những cuộc gọi lừa đảo như trên mạng đã nói. Trong suốt 4 năm, anh vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi từ em. Trong suốt 4 năm, anh chưa bao giờ đổi số điện thoại, chưa từng đặt chế độ máy bay cho điện thoại hay để nó tắt máy. Em có biết tại sao không? Đôi mắt anh đỏ lựng, anh thương xót nhìn cô gái khóc tới mức sắp lịm đi dưới thân mình. Bởi vì anh sợ một ngày nào đó Đỗ Hoàng Ngân đã rời đây kia sẽ hối hận, muốn quay về, nhưng vì anh không nhận cuộc gọi mà hoàn toàn mất liên lạc. Ai cũng bảo Cao Dương Thành anh là người không có tình cảm, nhưng sau khi quen em, anh mới biết đó không phải gọi là vô cảm, mà rõ ràng anh chưa tìm được người phù hợp. Em nói tình yêu của anh là cao ngạo, là tự kiêu, nhưng khi em thật sự rời khỏi anh mới nhận ra, hóa ra anh cũng có lúc hèn mọn muốn cầu xin em quay lại như vậy. Hèn mọn tới mức không muốn so đo tính toán gì nữa, chỉ muốn làm cho Đỗ Hoàng Ngân khờ khạo kia quay về bên mình mà thôi. Hoàng Ngân đã khóc tới độ không thể đáp lại một câu nào của anh. Cô ngẩng đầu, tay nâng gương mặt cực kỳ anh tuấn của Cao Dương Thành lên, rồi để cánh môi sưng đỏ của mình chạm vào đôi môi cương nghị ấy. Khi môi hôn vịn thắm, những giọt nước mắt xúc động của họ giao hòa giữa hai đôi môi. Đắng là vậy,
chua chát là vậy. Đau đớn tưởng không thở nổi, nhưng cuối cùng vẫn hạnh phúc vô vàn. Quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, hợp rồi lại tan. Trong chớp mắt, cô mới phát hiện, hóa ra anh vẫn luôn ở đây. Nụ hôn sâu lắng triền miên, như kéo dài cả một thế kỷ, cho đến khi Hoàng Ngân thở dốc liên tục, Cao Dương Thành mới luyến tiếc tách ra khỏi môi cô. Khóe miệng của anh vẫn luôn cong lên. Anh dịu dàng nhìn gương mặt đỏ bừng của cô gái dưới thân. Anh mới phát hiện, giờ phút này cô đáng yêu đến thế, còn tình yêu của anh dành cho cô lại nóng bỏng như vậy. Hoàng Ngân cảm thấy ánh mắt Cao Dương Thành như một nồi lửa đang thiêu đốt toàn thân cô, mãnh liệt và vô cùng bạo dạn. Bị anh nhìn như thế, Hoàng Ngân cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cô thẹn thùng rũ mi mắt xuống, tay đánh vào ngực anh, kháng nghị. Anh đừng nhìn em như thế. Anh thích. Cao Nhân Thành nâng mặt cô lên, để cô đối diện với ánh mắt của mình rồi cười khẽ. Em đã là mẹ rồi mà còn thẹn thùng gì nữa chứ? Hoàng Ngân hờn giận liếc anh. Vậy anh cũng không được nhìn em như thế. Cao Nhân Thành hôn nhanh lên đôi môi căng đỏ mọng của cô. Phần eo của anh ưỡn thẳng rồi bắt đầu chiếm giữ cô lần nữa. Cao Dương Thành đột ngột chảy nước rút khiến Hoàng Ngân không thoải mái. Trong lúc nhất thời, cô không thể nhịn nữa, xấu hổ thở gấp thành tiếng. Mà nụ hôn của Cao Dương Thành chạy dọc theo cánh môi của Hoàng Ngân, đi thẳng một đường sang vành tai cô. Phút chốc, anh lại nỉ non. Mẹ nó ơi, cảm ơn em đã sanh cho anh một đứa con đáng yêu như vậy. Anh không biết nên dùng từ nào để diễn tả tình yêu và sự áy náy của anh đối với em. Cũng không biết nên diễn tả tình yêu của anh dành cho con như thế nào. Nhưng anh biết rằng chỉ có em và con mới có thể khiến anh xúc động đến vậy. Nhiều năm qua, em đã vất vả rồi. Sau này tất cả áp lực và đau khổ hãy giao hết cho anh. Anh sẽ gánh vác tất cả thay cho hai mẹ con em. Hoàng Ngân òa khóc nức nở. Cô thừa nhận trong những ngày không có anh, cuộc sống của cô rất khó khăn. Khi biết Dương Dương mắc bệnh, em tưởng mình cũng không sống nổi nữa. Bất kể là tinh thần hay áp lực cuộc sống, nhiều khi khiến em chỉ muốn giơ tay đầu hàng. Sau đó em thay đổi, mất đi rất nhiều, rất nhiều. Có một số chuyện mà em không chấp nhận nổi, nhưng lúc đó bản thân chẳng còn sức để chống lại nữa. Việc duy nhất em có thể làm chỉ là khóc. Khóc xong thì lau nước mắt, tiếp tục đứng lên, kiên trì tiến về phía trước. Khi đó, trừ kiên cường ra, em không còn lựa chọn nào khác. Em tưởng mình sẽ cô đơn như thế tới cuối đời, tiếp tục mạnh mẽ chịu đựng. Nhưng khi em quay đầu lại, lại nhận ra mình còn có anh. Đừng khóc nữa. Cao Dương Thành đau lòng lau nước mắt cho Hoàng Ngân. Động tác rút ra đẩy vào, chiếm hữu của anh vô cùng dịu dàng và đầy yêu thương. Anh cười nhìn gương mặt ửng hồng vì kích động của Hoàng Ngân, cố tình nói mấy câu gợi tình để trêu ghẹo. Làm những chuyện sung sướng như thế này mà em cứ rơi nước mắt thì mất hứng lắm ha. Hoàng Ngân nín khóc, mỉm cười, tức giận lên án anh. Cao Dương Thành, anh chính là động vật ăn thịt. Anh nói xem, sao trước đây anh không như vậy? Cao Dương Thành thoải mái, cười tươi, động tác càng mãnh liệt hơn. Em yêu à, trước đây anh không như vậy, thì sao anh lại gieo được Dương Dương vào trong bụng em được chứ? Hoàng Ngân rên rỉ, cô vẫn không quên mắng anh. Trước đây anh còn chưa phải là người không biết xấu hổ thế này. Kết quả là cô lại bị chiếm hữu mạnh mẽ hơn, sâu hơn. Trời ạ! À, bàn tay nhỏ bé của Hoàng Ngân nắm lấy khăn trải giường. Cô bị kích thích đột ngột khiến điên đảo tâm hồn, ý thức trong đầu dần dần mơ hồ. Cuối cùng cô chỉ có thể phối hợp với tiết tấu mạnh bạo đầy mãnh liệt của anh, tận tình đốn ý hùa theo và cùng anh chìm đắm trong thế giới triền miên ấy. Nếu có thể, cô hy vọng thời gian tuyệt vời này
có thể kéo dài cả đời. Ngoài cửa sổ, hoa tuyết tung bay, dưới ánh đèn đường mơ hồ hét lên từng bông tuyết lất phất, tạo nên một sắc màu rực rỡ, khiến tuyết trắng vô ngần trở thành những sợi bông ấm áp. Len qua cửa sổ thủy tinh chỉ mở một nửa, bông tuyết bay vào trong phòng, tan chảy trên thảm ba tư màu trắng, cũng lặng lẽ tiến vào trong lòng hai người trên giường. Tất cả đều trở nên đẹp đẽ, vô cùng đẹp. Sau khi cơn hoang ái qua đi, ngón tay thon dài của Cao Nhân Thành nhẹ nhàng quấn lọn tóc dài ẩm ướt của Hoàng Ngân. Thỉnh thoảng anh lại trêu ghẹo cô, mỗi một động tác đều chan chứa sự dịu dàng, không thể tan đi. Nhìn ngắm cô gái dưới thân, trong đôi mắt thâm trầm có thêm một tia sáng màu rực rỡ, sóng biếc dập dờn lan tỏa. Chân tướng chuyện 4 năm trước, em có thể nói cho anh biết một chút không? Anh biết cô đang cố gắng giấu giếm chuyện gì đó. Sau khi nghe thấy lời bộc bạch chân thành của cô đối với mình, những uất giận trong lòng anh đều hóa thành tình yêu, cùng có cả sự áy náy và biết ơn. Anh di ngón tay dọc theo càng cổ trắng nõn của cô xuống bờ vai mịn màng, rồi vẽ những vòng tròn nhỏ bên trên như đang chơi đùa. Động tác tùy ý như thế lại trêu chọc Hoàng Ngân, khiến trong lòng cô dâng lên cơn ngứa ngáy. Sự nóng bỏng trên da thịt kích thích cô không thôi. Cô than đau một tiếng. Để em nghĩ đã, được không? Được. Cao Nhân Thành cũng không làm khó cô. Anh gật đầu. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh qua phòng Dương Dương trước. Tí nữa anh sẽ gọi điện tới phòng cấp cứu hỏi thăm tình huống. Em đừng lo lắng quá. Vâng, Hoàng Ngân gật đầu. Hoàng Ngân vừa nghĩ tới em gái mình, nước mắt lại dâng lên trong mắt cô. Con bé phải chịu khổ sở bên trong mà bản thân cô lại nói chuyện tình yêu trai gái ở nơi này. Trong lòng Hoàng Ngân xấu hổ vô cùng, nhưng khó khăn lắm cô mới có cơ hội mở rộng cánh cửa trái tim. Không ai hiểu tình yêu bị đè nặng trong lòng suốt 4 năm sẽ có cảm giác gì. Cho đến ngày hôm nay, anh đã cho cô can đảm để nói ra tất cả tình yêu của mình. Với cô, đây thực sự là thách thức mà trong lòng cô chưa bao giờ được thoải mái như bây giờ. Cảm giác này giống như đã dỡ bỏ gánh nặng, nặng nề nhất đời người xuống. Cô vùi đầu trên chiếc gối mềm mại để mặc nước mắt chảy dài. Cô không biết mai sau cuộc đời mình sẽ gánh chịu bao nhiêu sóng gió, nhưng ít nhất ngay lúc này cô biết sẽ có người bằng lòng đồng hành cùng cô. Cô không cần coi bản thân như siêu nhân vô địch nữa rồi. Cảm giác này thật là tốt. Cuối cùng Hoàng Ngân cũng không ngủ. Cao Dương Thành vừa đi ra ngoài là cô đã lập tức rời khỏi phòng ngủ của anh. Nhưng khi vừa ra ngoài, cô lại hối hận vô cùng. Trong phòng bệnh, không biết Dương Dương đã tỉnh từ lúc nào. Hiếm khi cậu bé có tinh thần tốt đến vậy, đâu còn giống đứa nhỏ bệnh tật quấn thân mới xuống khỏi bàn mổ. Mẹ! Cậu bé vừa nhìn thấy Hoàng Ngân bước ra, vội vã gọi cô dù mình vẫn còn đang nằm trên giường. Đôi mắt to tròn chớp chớp, lo lắng nhìn Hoàng Ngân rồi lại trừng mắt với Cao Nhân Thành đầy phòng bị. Cậu bé nhỏ giọng hỏi mẹ, vừa rồi có phải chú đã bắt nạt mẹ ở bên trong không? Dương Dương nghe thấy mẹ rên rỉ vô cùng tội nghiệp ở bên trong đó. Hoàng Ngân chợt có cảm giác xấu hổ, muốn độn thổ cho xong. Gương mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, cô trừng mắt liếc Cao Nhân Thành. Tên đầu sỏ đã gây nên mọi chuyện. Tạm thời cô không biết mình nên giải thích cho con như thế nào. Thật ra, những chuyện kiểu này làm gì có cách giải thích. Cao Nhân Thành cười càng thêm vui vẻ. Anh đi tới cạnh giường con trai mình, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Dương Dương. Anh nói, ba không có bắt nạt mẹ, vừa rồi ba đang yêu thương mẹ, con biết chưa? Con còn nhỏ, không hiểu nhiều, đợi đến khi con trưởng thành thì tự nhiên con sẽ hiểu thôi. Cậu nhóc mở to đôi mắt, đang mờ mịt,
Nhìn Cao Nhân Thành vô cùng khó hiểu. Họ Ngân đỏ mặt đi tới, oán giận đánh lên vai anh. Này, anh đừng nói mấy chuyện đó với con. Anh đang dạy hư con đấy. Ba sao? Hiển nhiên, trọng điểm của cậu nhóc căn bản không nằm trong nội dung của cuộc đối thoại của Cao Nhân Thành. Cậu bé ngước gương mặt ngây thơ chứa đầy sự vui vẻ lên, vừa nghiêng đầu vừa hưng phấn hỏi Hoàng Ngân. Mẹ, chú Cao muốn làm ba Dương Dương ạ. À, vậy mẹ và chú Cao sắp kết hôn sao? Cậu nhóc có vẻ rất vui. Hoàng Ngân bật cười, cô ngồi xuống bên cạnh Dương Dương, gắng bình tĩnh trở lại rồi cầm lấy bàn tay mềm mại, nôn nức của cậu bé, dịu dàng hỏi Dương Dương. Không phải Dương Dương vẫn luôn chờ đợi, mong được gặp ba mình sao? Dạ. Cậu nhóc ngây thơ gật đầu, bỗng cậu bé nhớ tới điều gì đó, sau đó lại nhanh chóng gạt đi. Không được, không gặp thì tốt hơn. Hoàng Ngân kinh ngạc, cô cẩn thận nhìn Cao Nhân Thành bên cạnh thì phát hiện anh có chút nôn nóng. Vì sao con lại không muốn gặp ba? Hoàng Ngân hỏi Dương Dương. Không phải ba đang có cuộc sống hạnh phúc của mình sao? Dương Dương không muốn làm phiền ba, chỉ cần ba sống vui vẻ là được rồi. Dù sao con đã biết ba yêu con là được, nếu không ba cũng sẽ không gọi điện thoại vào hàng tháng cho Dương Dương, phải không ạ? À, cậu bé tươi cười để lộ ra hai chiếc răng nanh xinh xắn, làm Hoàng Ngân vừa vui vẻ lại cực kỳ đau lòng. Vui vẻ vì nhóc con đã học được cách suy nghĩ cho người khác, nhưng đau lòng vì cậu bé đã thiếu thốn tình thương của ba nhiều năm như vậy. Cao Dương Thành khó hiểu nhìn Hoàng Ngân. Hoàng Ngân khẽ thở dài, môi hơi mấp máy, nhỏ giọng giải thích với anh. Bởi vì thỉnh thoảng Dương Dương rất nhớ ba, nên em nhờ Vũ Đạt giả làm ba ruột của Dương Dương để gọi thằng bé mỗi tháng. Hoàng Ngân nói tới đây khóe mắt lại cay cay, cô nhấc mi áy náy nhìn Cao Dương Thành, trong lòng vô cùng tự trách. Có phải em rất ích kỷ không? Vì em sợ hãi mà lại tàn nhẫn cướp đoạt tình thân của hai người. Em xin lỗi. Cô chân thành xin lỗi anh. Cao Nhân Thành vươn tay ôm eo Hoàng Ngân, ngón tay khêu cầm cô lên. Anh trầm giọng nói, tuy anh không biết 4 năm trước đã xảy ra chuyện gì có thể khiến em dũng cảm rời xa anh, nhưng anh biết rất rõ em vẫn luôn là một người mẹ tốt, thiện lương và kiên cường. Nếu không phải một lời khó nói hết, em cũng sẽ không đối xử với con trai cưng của chúng ta như vậy. Anh nói xong rồi lại hôn nhẹ lên môi Hoàng Ngân. Hoàng Ngân rốt cuộc không kìm được bật khóc. Cảm ơn anh đã bao dung với em như vậy. Mẹ ơi đừng khóc. Dương Dương đau lòng cố gắng vươn tay muốn lau nước mắt cho Hoàng Ngân. Mẹ lại nhớ ba à? Không sao, con và chú Cao sẽ luôn ở bên mẹ. Ừ. Hoàng Ngân vội gật đầu. Cô lau nước mắt rồi nắm lấy tay con trai. Mẹ không khóc, mẹ đang vui vẻ thôi. Dương Dương nằm xuống đi, mẹ có một chuyện rất quan trọng, rất vui vẻ muốn nói với Dương Dương. Mẹ muốn nói gì với Dương Dương? Dương Dương vui vẻ nhìn Hoàng Ngân. Hoàng Ngân quay đầu lại liếc Cao Dương Thành sau lưng. Anh đang nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng. Hoàng Ngân cho anh một nụ cười yên tâm rồi quay lại nói với Đỗ Hướng Dương. Không phải Dương Dương vẫn luôn muốn gặp ba mình sao? Dương Dương nhìn xem, bây giờ ba của Dương Dương đang ở trước mặt của Dương Dương đó. Đúng rồi, chú Cao chính là ba Dương Dương. Mẹ nói là ba ruột, con hiểu không? Hoàng Ngân nói xong nhìn con trai mình đầy lo lắng. Cậu bé ngẩn người liên tục chớp mắt nhưng vẫn bình tĩnh như cũ. Dương Dương, Hoàng Ngân có phần không yên tâm. Cô vội tới sát bên cậu bé sốt ruột hỏi. Con sao thế? Con không vui sao? Không phải con vẫn rất thích chú Cao hả? Bây giờ chú ấy thành ba Dương Dương. Dương Dương không vui sao? Ba. Cuối cùng Dương Dương cũng có phản ứng. Hoàng Ngân và Cao Nhân Thành đều cười, nhẹ nhàng thở phào. Đúng rồi, chú Cao chính là ba của con đó. Hoàng Ngân liên tục gật đầu.
Đôi mắt to của cậu bé không ngừng chuyển động. Cuối cùng, ánh mắt lại dừng trên gương mặt anh Tuấn đang có vẻ đầy chờ mong của Cao Dương Thành. Cậu bé chớp đôi mắt to, ngây thơ nhìn anh. Sau đó cậu bé lại đột ngột rơi nước mắt. Từng giọt, lặng yên rơi xuống. Dáng vẻ đáng thương này khiến hai người rất sợ hãi. Nhất thời, cả hai đều bàng hoàng, lúng túng. Hoàng Ngân vội luồn tay vào trong chăn, rồi ôm lấy Dương Dương. Dùng bên tay bị gãy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu bé. Thương xót hỏi cậu bé: "Cục cưng à, sao con lại khóc? Con không thích chú Cao hả?" "Con thích." Cậu nhóc vùi vào lòng ngực mềm mại của mẹ, khóc nức nở. Đáng thương cho Cao Dương Thành, người ba mới nhậm chức này chỉ có thể sốt ruột tới mức luống cuống tay chân. Lần đầu tiên anh làm ba, cũng lần đầu tiên anh thấy trẻ con khóc. Đột ngột gặp phải tình huống này, anh không biết mình nên xử lý như thế nào mới là ổn. "Dương Dương không thích chú Cao làm ba Dương Dương à?" "Thích, thích ạ." À, cậu nhóc vừa đáp vừa khóc, vùi mình vào trong ngực mẹ. Hoàng Ngân lập tức hiểu ra, cô cười với Cao Nhân Thành, ngón tay chỉ vào nhóc con trong lòng mình. "Thằng bé xấu hổ, khóc vì quá vui mừng, anh đừng có lo." Sau khi nghe Hoàng Ngân nói, trái tim căng thẳng của Cao Dương Thành mới thả lỏng. Anh thở phào một hơi rồi mới nhận ra trên trán mình đã đầm đìa mồ hôi. Hoàng Ngân buồn cười nhìn anh rồi lại cưng chiều vuốt sống lưng Dương Dương. "Cục cưng à, con có muốn ba ôm con một cái không?" Nghe Hoàng Ngân đề nghị, Cao Dương Thành có hơi sợ. Đồng thời tia vui sướng cũng dâng lên trong đáy mắt sâu thẳm. Anh cẩn thận hỏi Hoàng Ngân: "Được không em?" Dương Dương vùi đầu vào hõm vai của Hoàng Ngân khóc thút thít, không lên tiếng. Hoàng Ngân biết nhóc con này đang thẹn thùng, không đáp nghĩa là đồng ý. Cô đứng lên, giao cậu bé trong lòng vào tay Cao Dương Thành. Cao Dương Thành cảm thấy trong lòng mềm nhũn, nóng bỏng, khiến hốc mắt anh cay xè. Hóa ra làm ba chính là cảm giác như vậy, mềm mại ấm áp thế này khiến anh vui mừng và an tâm không nói nên lời. Đời người đi đến bước này gần như đã hoàn mỹ rồi, không phải sao? Cao Dương Thành vô thức ôm chặt cậu nhóc trong ngực, ôm chặt thêm nữa. Hoàng Ngân ở bên cạnh nhìn họ cảm động lau nước mắt. Giờ phút này cô càng lúc càng hối hận vì mình đã tàn nhẫn che giấu suốt 4 năm như thế. Rốt cuộc trên đời này còn thứ gì có thể ngăn cản được người một nhà ở bên nhau? Có lẽ tình yêu và tình thân có thể chiến thắng tất cả khó khăn, đúng không? Hoàng Ngân nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất của mình. Cô vội lấy điện thoại di động ra, mở camera, lưu giữ lại hình ảnh đẹp đẽ nhất và duy nhất này mãi mãi. Cô vĩnh viễn sẽ nhớ thời khắc tốt đẹp này. Có lẽ đây là chuyện đáng vui mừng nhất trong ngày hôm nay. Ba, ba ôm Dương Dương chặt quá, Dương Dương sắp không thở nổi rồi. Dương Dương giãy giụa, tiếng thở hổn hển truyền ra từ trong lòng ngực của Cao Dương Thành. Cao Dương Thành càng thêm hoảng sợ, vội thả lỏng tay để đầu nhỏ của cậu bé thò ra khỏi ngực mình. Xin lỗi con." Cao Dương Thành không ngừng xin lỗi, trên mặt xẹt qua tia đỏ ửng vì xấu hổ. "Mới làm ba nên ba còn chưa biết cách ôm con thế nào để cho con thoải mái." "Không sao," Dương Dương hào phóng cười. "Ba không cần dùng nhiều sức thế đâu, cứ thoải mái ôm thôi." Nhìn hai ba con trò chuyện với nhau, Hoàng Ngân không nhịn được phì cười. Cô cười như vậy khiến Cao Dương Thành càng thêm ngượng ngùng, nhưng không thể không thừa nhận tiếng gọi ba này rất êm tai. Hai ba con vui đùa ầm ĩ trên giường một hồi, cậu bé thấm mệt, sau đó nghiêng người ngủ trong vòng tay Cao Dương Thành. Trong lúc ngủ, cậu nhóc dường như mơ thấy giấc mơ rất đẹp, khóe miệng vô thức cong lên. Nhìn hai người mình yêu thương nhất vui vẻ, cho tới bây giờ
Cao Dương Thành chưa từng cảm thấy cuộc sống tràn ngập ánh sáng mặt trời như lúc này. Anh lưu luyến loại cảm giác này, thậm chí trầm mê bên trong. Cao Dương Thành cẩn thận đắp chăn cho Dương Dương, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy. Lát nữa anh sẽ xuống khoa huyết học rút máu kiểm tra. Anh cúi đầu nhìn cậu bé yếu ớt trong chăn, vừa nghĩ tới thân thể mang theo bệnh tật của con, trái tim như bị dây cung kéo căng, vô cùng đau đớn. Anh muốn xem máu mình có hợp với Dương Dương không ạ? À? Anh không cần đi. Hoàng Ngân lắc đầu, vẻ mặt hiện lên tia mất mát khó nén. Cô cắn môi thấp giọng nói, thật ra em đã gạt anh. Em nhờ Vũ Đạt kiểm tra rồi, chính là lần mọi người kiểm tra sức khỏe lần trước. Xin lỗi anh, em... Hoàng Ngân áy náy cúi đầu. Cao Dương Thành chăm chú nhìn cô, sau đó anh nhéo gương mặt nhỏ nhắn một cái rồi thở dài, khẽ ôm vào lòng. Em đừng nói xin lỗi nữa, anh còn có thể trách em sao? Em đã nuôi con giùm anh đến giờ rồi, đã quá tốt cho người làm ba như anh. Hoàng Ngân cười tươi, tay ôm chặt vòng eo rắn rỏi của anh, tham lam vùi vào lòng ngực vững chãi ấy, hưởng thụ mùi hương cỏ cây phảng phất mang lại cảm giác an tâm ấm áp cho cô. Đúng rồi, anh muốn bàn bạc với em về chuyện nằm viện của Dương Dương. Cao Nhân Thành để cô ngồi xuống bên cạnh mình rồi mới nói, anh muốn để Dương Dương xuất viện hả? Hoàng Ngân kinh ngạc hỏi, xuất viện? Nhưng bệnh của thằng bé. Em yên tâm, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa đội ngũ y tá, chăm sóc và giáo sư chuyên môn lo liệu. Cứ cách 3 ngày sẽ đưa Dương Dương tới bệnh viện kiểm tra toàn diện. Anh muốn đón em và Dương Dương về nhà, không muốn thằng bé ở trong bệnh viện hết ngày này qua ngày khác nữa. Cảm giác ở viện em cũng biết, cho dù điều kiện có khá hơn, nhưng ngày nào cũng chôn chân một chỗ thằng bé sẽ thấy buồn chán. Nhưng nếu về nhà sẽ khác. Trong khu có rất nhiều bạn nhỏ dễ thương. Hằng ngày lúc rảnh rỗi, Dương Dương có thể ra vườn hoa phơi nắng, tản bộ một chút, có thể ngâm mình trong hồ nước nóng, bơi lội, còn có thể mời các bạn khác về nhà chơi, thậm chí đủ loại hoa cỏ, cá cảnh nữa. Đúng rồi, Dương Dương rất thích cá cảnh. Anh gọi người mang một bể cá lớn đến ngay mới được. Anh vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra bấm số, đi ra cửa sắp xếp chuyện bể cá một cách nhanh chóng dứt khoát. Hoàng Ngân bó tay, nhưng không thể không thừa nhận những lời anh nói cũng đủ khiến tim cô đập thình thịch. Em suy nghĩ đến đâu rồi? Anh sắp xếp mọi thứ rất nhanh. Cao Như Thành quay lại hỏi Hoàng Ngân. Được ạ. Hoàng Ngân gật đầu đứng dậy. Em đồng ý, em tin anh là bác sĩ mà. Cao Nhân Thành vươn tay ôm cô vào lòng. Vậy còn em thì sao? Anh nghĩ sao? Hoàng Ngân không đáp mà hỏi ngược lại anh. Cao Nhân Thành cong khóe miệng mỉm cười. Khả năng em đến sống với anh vô cùng nhỏ. Anh biết vậy là tốt. Cao Nhân Thành nhớ mày. Anh cũng không muốn làm khó em. Anh biết ngoài thằng bé em còn phải chăm sóc những người khác trong nhà. Nhưng nếu để thằng bé ở đây thì anh nghĩ muốn gặp em thường xuyên không phải chuyện gì khó. Hoàng Ngân nghe vậy không nhịn được cười. Hóa ra anh muốn đón con trai đến nhà mình là vì lý do này. Anh cười rồi hôn lên cánh mũi cô. Vất vả lắm. Thì Trần Lan mới ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt thì lại đến lượt Đỗ Thanh Nga bị đưa vào. Hoàng Ngân ở bên chăm sóc mẹ. Mẹ, mẹ nằm nhiều ngày rồi chưa ăn món gì ngon. Hôm nay con nấu cháo gà, mẹ cố gắng ăn hết nhé. Hoàng Ngân ngồi bên mép giường, đặt bát cháo gà lên đầu giường, đút canh cho bà. Trần Lan vui vẻ uống mấy hớp, bất chợt nhớ ra điều gì đó hỏi. Đúng rồi, hôm nay không phải cuối tuần sao? Sao không thấy con bé Thanh Nga tới nhỉ?
Con bé không biết hôm nay mẹ được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt hay sao? Nhắc tới Thanh Nga, sắc mặt Hoàng Ngân hơi tái đi. Cô muốn nói thật với mẹ, nhưng lại lo cho sức khỏe của bà, không thể làm khác đành giấu giếm. Mẹ, giờ Thanh Nga có lẽ đang bận. Nụ cười của Hoàng Ngân có phần gượng gạo và khổ sở. Rốt cuộc cô cũng không phải diễn viên mà Trần Lan đã sống quá nửa đời người. Tuy không quá xuất sắc, nhưng khả năng quan sát đánh giá qua nét mặt, lời nói thì bà vẫn phải có. Ngân, có phải con giấu mẹ việc gì không? Sắc mặt Trần Lan trầm xuống trong nháy mắt. Bát cháo gà cũng bị bỏ dở. Hoàng Ngân hoảng hốt. Mẹ, không, không có thật mà. Con không nói thật với mẹ. Nói chuyện ấp a ấp úng như vậy, con muốn lừa mẹ sao? Có phải nó lén lút hẹn hò với bác sĩ Cao hay không? Con biết điều thì nói cho mẹ biết, đừng có giúp nó giấu giếm. Con bé này càng lớn càng khó bảo, không lúc nào khiến mẹ yên tâm. Con xem mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi các con lớn thì có ích gì? Trần Lan càng nói càng tức giận, thở hổn hển mấy hơi, rơm rớm nước mắt. Hoàng Ngân đặt bát canh trong tay xuống, ọt một tiếng, quỳ xuống trước giường bà, nước mắt rơi tí tách. Mẹ, mẹ đánh con đi, mẹ đánh chết con đi, mẹ. Trần Lan bị hành động đột ngột của con gái làm cho hết hồn, vội vàng xốc chăn lên ngồi dậy. Ngân à, rốt cuộc có chuyện gì? Con đứng lên trước đã, nói cho mẹ biết. Hoàng Ngân khóc lóc lắc đầu, không chịu đứng dậy. Mẹ, mấy ngày này mẹ nằm viện, con không chăm sóc tốt cho Thanh Nga. Hai ngày trước, con bé vì cứu con với Dương Dương mà xảy ra chuyện. Bây giờ con đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Mẹ, con xin lỗi mẹ, con thật sự xin lỗi mẹ. Mẹ đánh con đi, mẹ đánh con đi. Trần Lan vừa nghe vậy, khuôn mặt có chút hồng hào, phải vất vả lắm mới hồi phục được, trong nháy mắt đã trắng bệch, suýt nữa thì ngất đi. Mẹ, Hoàng Ngân lo lắng đứng dậy đỡ bà. Mẹ, mẹ đừng có như vậy, đừng như vậy. Hoàng Ngân nước mắt giàn giụa, cắn môi khóc lớn. Mẹ không thể xảy ra chuyện nữa, đừng bắt con phải chịu sự giày vò này nữa, có được không? Nhìn những người thân bên cạnh từng người nằm trong bệnh viện, còn khó chịu hơn cả cái chết. Mẹ không sao, mẹ không sao. Trần Lan nhìn con khóc mà đứt từng khúc ruột, trong lòng vô cùng đau đớn. Vừa nghĩ tới đứa con gái nhỏ còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, không rõ sống chết, bà thấy mọi thứ thật tăm tối. Nước mắt giàn giụa, bà vén chăn muốn xuống giường. Mẹ phải đến xem con bé mới được. Mẹ, bây giờ sức khỏe mẹ chưa ổn định, chúng ta chưa đi vội được không? Hoàng Ngân vốn không dám nói với mẹ chuyện em gái bị cắt chân. Cô sợ mẹ không chịu nổi mà ngất đi. Lúc đó e rằng sức khỏe của bà khó mà hồi phục lại được. Để mẹ đi thăm nó một chút. Giọng Trần Lan kiên quyết hơn. Bà tức giận quát. Tính mạng của con gái chẳng lẽ không quan trọng bằng cái thằng già này sao? Đến lúc này rồi còn không cho mẹ đi thăm. Có phải muốn mẹ sốt ruột đến chết không? Hoàng Ngân không biết phải làm sao, nuốt nước mắt nói. Mẹ, con không có ý đó. Trần Lan xỏ dép tập tễnh đi ra ngoài. Hoàng Ngân vội vàng đuổi theo đỡ bà. Mẹ, mẹ đừng có vội, để con đưa mẹ đi. Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, Trần Lan nhón chân dõi mắt nhìn qua lớp cửa kính. Nước mắt bà rơi lã chã. Con nói xem, nhà chúng ta rốt cuộc đã tạo ra nghiệp gì mà từng người nối nhau vào bệnh nằm viện? Mẹ, mẹ đừng khóc, sức khỏe mẹ không tốt, đừng để mệt thêm. Hoàng Ngân đau lòng, cầm khăn lau nước mắt cho mẹ, dịu dàng an ủi bà. Cũng may, phòng chăm sóc đặc biệt này không được vào, nên mẹ không phát hiện việc Thanh Nga bị cắt mất chân. Hoàng Ngân vừa nghĩ tới việc em gái không còn hai chân, trong lòng không kìm được lo sợ, càng run lẩy bẩy. Sự thật
Tàn nhẫn này đừng nói hai mẹ con cô không chấp nhận nổi, thật không dám tưởng tượng khi Thanh Nga tỉnh lại phát hiện hai chân không còn, con bé sẽ như thế nào? Ngân, con sao vậy? Có ổn không? Người run cầm cập như thế, có phải lạnh không? Trần Lan ân cần hỏi han con gái. Mẹ con không sao. Hoàng Ngân ngước đôi mắt đỏ hoe, lắc đầu. Hôm nay hơi lạnh. Cô vừa nói vừa xoa tay. Biết trời lạnh còn không mặc áo ấm một chút. Đi thôi, đừng nhìn nữa, càng nhìn càng đau lòng. Trần Lan vừa nói vừa lau nước mắt. Vâng, mẹ đừng để bị lạnh. Hoàng Ngân ôm vai bà định rời đi, lại đột nhiên nghe thấy hai y tá đi qua bàn tán. Hề, Đỗ Thanh Nga này cũng thật đáng thương. Nhan sắc bị hủy hoại thì thôi, đến cả hai chân cũng bị cắt. Tôi thấy người kiên cường đến mấy cũng không chấp nhận nổi hiện thực này. Đáng thương, cô ấy còn trẻ như vậy, hơn nữa vóc dáng còn xinh đẹp như thế. Hoàng Ngân vừa nghe thấy những lời này của hai cô y tá, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt càng trở nên trắng bệch. Mặt bị hủy hoại, không phải chỉ nói là cắt chi hay sao? Tại sao lại nói khuôn mặt bị hủy hoại chứ? Hoàng Ngân cảm thấy dưới chân bỗng nhẹ hẳn lên. Trần Lan vừa nghe vậy gần như phát điên, nhào tới hai y tá kia. Y tá, các cô vừa nói ai? Nói ai bị cắt chân? Mặt ai bị hủy hoại? Mặt bà trắng bệch như tờ giấy, nước mắt nhạt nhòa trên gò má tang thương. Người các cô nói không phải Thanh Nga đúng không? Nhất định không phải nó. Không thể nào. Mẹ, mẹ. Hoàng Ngân cuống quýt, hốc mắt đỏ hoe, vội vàng ôm bà vào lòng. Mẹ, mẹ đừng như vậy, đừng như vậy. Hai cô y tá kia nhìn tình hình đó cũng biết mình đã phạm phải điều cấm kỵ, nhất thời đứng ngay người, không biết phải làm sao. Trần Lan túm lấy áo khoác của Hoàng Ngân như nắm cọng rơm cứu mạng, òa khóc hỏi cô. Ngân, nói cho mẹ biết, Thanh Nga không bị cắt chân có đúng không? Có đúng hay không? Con nói cho mẹ biết. Nước mắt Hoàng Ngân vô thức tuôn ào ạt. Nghe tiếng khóc xé lòng của mẹ, cuối cùng cô không nhịn được nữa, nghẹn ngào lên tiếng. Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi. Hoàng Ngân tiếp tục nói xin lỗi mẹ. Trong mắt tang thương của Trần Lan càng u tối tuyệt vọng hơn, cuối cùng đã không còn chút ánh sáng. Bà nhắm mắt rồi ngất đi. Mẹ, mẹ đừng dọa con, mẹ. Tiếng gào khóc thê lương của Hoàng Ngân vang vọng khắp hành lang dài hun hút. Bác sĩ, mẹ tôi ngất rồi, mau cứu mẹ tôi. Có chuyện gì vậy? Sao dì Trần lại đột nhiên ngất xỉu? Đúng lúc Cao Nhân Thành vừa kiểm tra phòng chăm sóc đặc biệt xong thì bắt gặp Trần Lan ngất xỉu trên hành lang. Anh không nói nhiều, lập tức bế bà chạy thẳng tới phòng cấp cứu. Hoàng Ngân lo lắng vội vàng đuổi theo, nước mắt lăn dài. Em nín đi, đừng lo lắng quá, mọi chuyện để anh. Dứt lời, Cao Nhân Thành bước nhanh hơn, chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Vâng, nhanh lên, tới trợ giúp. Nửa tiếng sau, Cao Nhân Thành từ phòng cấp cứu đi ra. Anh vừa đi vừa cởi găng tay, phía sau còn có mấy y tá đẩy Trần Lan ra ngoài. Mẹ! Hoàng Ngân kích động chạy tới đón, nhưng Cao Nhân Thành chặn lại. Anh ôm vai cô, làm động tác im lặng. Dì Trần không sao, giờ đang ngủ, em đừng quấy rầy. Tâm trạng của dì hơi kích động, để dì nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Vâng, đưa dì Trần về phòng bệnh trước đi. Cầu cuối, Cao Nhân Thành nói với y tá đi bên cạnh giường bệnh. Vâng. Vâng dẫn đầu đẩy Trần Lan trở về phòng bệnh. Cao Nhân Thành và Hoàng Ngân theo sau. Nhân Thành, mẹ em thật sự không sao chứ? Cao Nhân Thành thuận tay ném găng vào thùng rác rồi mới nói thật. Thật ra sức khỏe của dì không có gì đáng ngại, nhưng tinh thần bị đả kích tương đối nghiêm trọng. Anh lo tâm trạng bà không tốt sẽ ảnh hưởng tới bệnh tình. Không phải sức khỏe của dì không thể hồi phục, có thể nhưng như vậy sẽ rất dễ để lại di chứng. Hoàng Ngân lúng túng cắn môi. Vậy em nên làm gì bây giờ?
Ngoài việc động viên dì thì không còn có cách nào khác. Việc đến nước này chỉ hy vọng dì Trần có thể nghĩ thoáng hơn. Nghe Cao Dương Thành nói vậy, Hoàng Ngân thở dài một hơi thật thấp, tâm tư có chút tịch mịch, khóe mắt còn chưa kịp khô. Cao Dương Thành đau lòng nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, cau mày nói, những ngày này thấy em đau khổ như vậy cũng không được, dì Trần sẽ càng thêm khổ sở. Thấy anh dịu dàng vỗ về mình, nước mắt của Hoàng Ngân không kìm được lại tuôn rơi. Cô nắm lấy bàn tay rắn rỏi của Cao Dương Thành rồi áp lên má. Dương Thành, em mệt quá, có lúc em cảm thấy thực sự sắp không chống đỡ nổi nữa. Cao Dương Thành ôm lấy cô, xót xa kéo vào lòng mình, truyền tất cả hơi ấm cho Hoàng Ngân. Nếu mệt thì hãy tựa vào lòng anh, mặc dù anh không thể thay em chịu đựng nỗi thống khổ trong lòng, nhưng ít ra anh cũng có thể an ủi em một chút. Nghe vậy, Hoàng Ngân cảm thấy yên lòng. Đỗ Thanh, Cô áp mặt vào Đỗ bả Thanh vai Nga, anh. Đỗ Thanh Nga nằm lặng yên trong phòng chăm sóc đặc biệt 5 ngày. Suốt 5 ngày đều luôn hôn mê, chỉ dựa vào dung dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống. Sang ngày thứ 6, cô bé được chuyển sang phòng bệnh VVIP. Ngày hôm đó, Hoàng Ngân bận bịu hơn bất kỳ ai. Đầu tiên, cô mua một bó hoa bách hợp tươi về, cắm vào bình rồi tỉ mỉ cắt tỉa thật kỹ, sau đó đặt lên chiếc bàn tròn nhỏ trước giường bệnh để khi Thanh Nga tỉnh lại, có thể nhìn thấy những đóa hoa bách hợp trắng thuần khiết này ngay. Đây là loại hoa cô ấy thích nhất. Thanh Nga luôn nói hoa bách hợp tượng trưng cho sự thanh khiết, sáng sủa, giống như trái tim cô, đơn thuần như trang giấy trắng. Hoàng Ngân nhớ đến gương mặt tươi cười của Thanh Nga khi nói những lời ngây thơ đơn thuần này, tim lại đau nhói. Từ trước tới nay, Thanh Nga đều ngây thơ hồn nhiên như vậy. Cho dù gặp phải nhiều chuyện đau lòng, rơi nước mắt, nhưng cô ấy vẫn vượt qua. Ngày hôm sau, sẽ lại nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Người không thân sẽ cảm thấy cô là người vô tâm, còn người hiểu biết thì sẽ nghĩ đó là bởi vì trong thâm tâm cô luôn nuôi dưỡng một ánh mặt trời. Hoàng Ngân nghĩ đến những tháng ngày tươi đẹp đã qua, lại nhìn Thanh Nga còn nằm trên giường được quấn tầng tầng lớp lớp băng gạc với chỗ chăn bằng phẳng nơi chân, nước mắt cô điên cuồng rơi xuống. Thanh Nga, nếu như có thể, chị hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại ở nơi khuôn mặt em ngây thơ hồn nhiên ngày đó. Nước, tôi muốn nước. Bất chợt giọng yếu ớt của Thanh Nga truyền từ giường bệnh tới. Hoàng Ngân vui mừng thấy Đỗ Thanh Nga chậm rãi mở mắt. Thanh Nga, cô mừng rỡ nhào tới giường bệnh của em gái, nước mắt càng tuôn nhanh. Thanh Nga, cuối cùng em cũng tỉnh, cuối cùng em cũng tỉnh. Mấy ngày nay dọa chị sợ muốn chết. Hoàng Ngân nắm lấy tay Đỗ Thanh Nga khóc không ngừng. Chợt nhớ ra em gái muốn uống nước, chị lại vội lấy nước. Chờ một chút, chị rót nước cho em ngay. Đỗ Thanh Nga thấy chị khóc sướt mướt, cất tiếng an ủi yếu ớt. Chị đừng khóc, giờ em không ổn hay sao? Hoàng Ngân nghe Đỗ Thanh Nga nói như vậy, bàn tay đang cầm cốc run rẩy. Nước nóng chảy xuống mu bàn tay cô đau đớn khẽ kêu lên một tiếng. Nước mắt nhanh chóng trào ra, nhưng cô không dám để mình khóc thành tiếng, mà vội vàng lau nước mắt, rồi mới xoay người lại, cười gượng gạo, mang nước tới cho Đỗ Thanh Nga. Chị pha thêm một ít nước nguội, chắc sẽ không bị nóng. Chị đỡ em dậy trước đi. Ừ, để chị điều chỉnh giường. Em cẩn thận nhé. Hoàng Ngân vừa nói vừa giúp em gái nâng đầu giường lên cao hơn. Đỗ Thanh Nga chật vật cử động, đang cố gắng tự mình ngồi dậy lại chợt nhíu mày. Cô ấy ngẩng đầu khổ sở nhìn Hoàng Ngân. Chị, chân em không có chút cảm giác nào. Bị cắt mất sao? Hoàng Ngân nghe vậy, nước mắt không khống chế được trào ra, suýt nữa thì khóc lên thành tiếng. Thanh Nga, chúng ta uống nước trước đã.
Hoàng Ngân định lảng sang chuyện khác, nhưng Đỗ Thanh Nga lại cười an ủi chị, dù sắc mặt còn tái nhợt. Chị đừng khóc, em không đau. Cô ấy vừa nói vừa định di chuyển chân mình. Không phải gãy cả hai chân mà, cũng không phải. Không. Nói tới đây Thanh Nga đột nhiên bóp tay lại, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Cô nhoài người, hoảng hốt, lục lọi đống chăn nệm nơi chân mình. Chân em đâu? Chân em đâu? Nhất thời Đỗ Thanh Nga như phát điên, không ngừng tìm kiếm. Chân em đâu? Chân của em? Cô ấy mò từ đầu giường tới cuối giường, lại mò từ bên trái sang bên phải, gò má tái nhợt như nguội lạnh, nước mắt không ngừng rơi lã chã. Chị, chân em đâu? Chân em đâu rồi? Tại sao em không có chân? Đỗ Thanh Nga kêu khóc, hai tay ôm đầu, không dám tin, hét chói tai. Không thể nào, không thể nào. Thanh Nga, Thanh Nga. Hoàng Ngân khóc nhào qua ôm lấy em gái. Thanh Nga, chị xin lỗi, đều tại chị mà. Cô ôm lấy Thanh Nga, không ngừng hôn lên trán em, khóc lóc nói xin lỗi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, em không tin, không tin. Đỗ Thanh Nga nổi điên, đẩy Hoàng Ngân đang ôm mình ra. Tránh ra, để em xuống giường, em phải đi, em, để em đi. Thanh Nga, đừng như vậy, chị xin em, xin em. Cô khóc ôm lấy Thanh Nga, nhưng Đỗ Thanh Nga vẫn cố vén chăn lên. Khi nhìn thấy hai đoạn chăn còn lại, trước mắt cô ấy như tối sầm, suýt nữa ngất đi. Thanh Nga, Hoàng Ngân vội vàng tới đỡ. Đỗ Thanh Nga khóc lớn điên cuồng hét to. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Cô ấy đã hoàn toàn mất lý trí, thuận tay cầm đồ trên đầu giường ném xuống đất. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Chiếc cốc bị ném xuống vỡ tan, tiếp đó là đĩa trái cây, điện thoại. Thậm chí ngay cả bình hoa bách hợp, thủy tinh nằm trên bàn cũng không thoát khỏi. Tại sao còn muốn bày một bó hoa tươi đẹp như vậy trước mặt tôi? Có phải em muốn nói cho tôi biết rằng cả thế giới này đều tươi đẹp, chỉ có tôi là không lành lặn hay không? Hay là muốn châm chọc tôi như những cành hoa bị cắt này vậy, đều không có gốc, đều tàn tật, vô dụng. Bình hoa bị đập vỡ, mảnh thủy tinh văng đầy đất. Những đóa hoa bách hợp nằm trên đống thủy tinh vụn trông thật tàn tạ. Cuối cùng Hoàng Ngân không nhịn được nữa, nước mắt lăn dài rơi xuống đất vỡ tan. Đỗ Thanh Nga gào khóc, gương mặt phờ phạc điên cuồng gào lên với Hoàng Ngân. Chị nhìn xem bộ dáng của tôi bây giờ mới kỳ quái làm sao. Tôi bị liệt rồi, tôi là một kẻ tàn phế, cả đời này chỉ có thể nằm trên giường, vĩnh viễn không cách nào giống như người bình thường được nữa. Tại sao còn cứu sống tôi? Đỗ Hoàng Ngân, sao các người không để cho tôi chết đi? Không để cho tôi chết đi. Hoàng Ngân nghe từng chữ chết từ miệng em gái mình phát ra, cả người sợ hãi, cơ thể gầy yếu run lẩy bẩy, lòng bàn tay lạnh như băng. Càng đáng sợ hơn là nghe được từ miệng Thanh Nga những lời tuyệt vọng như vậy. Thanh Nga, đừng nhắc tới chữ đó, coi như chị xin em đi, xin em được không? Hoàng Ngân ôm chặt lấy em gái, để đầu Thanh Nga tựa vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Hãy tin chị, rồi mọi chuyện sẽ khá hơn. Cho dù chúng ta không có chân, nhưng chúng ta còn hy vọng. Chúng ta có thể dùng chân giả, phải không? Em cũng biết có bao nhiêu người dùng chân giả mà vẫn giống hệt như người bình thường, đúng không? Chỉ cần chúng ta kiên trì, nhất định sẽ khá hơn. Hãy tin chị. Đỗ Thanh Nga ngồi lặng trong lòng chị, khóc đến thê lương. Cuộc sống sau này của cô còn có hy vọng sao? Có còn không? Lúc màu áo trắng của Cao Dương Thành xuất hiện ở cửa phòng bệnh Bên của Đỗ trong Thanh Nga. Bên trong ngổn ngang bừa bãi, anh vừa tiến vào vừa khom người nhặt vài thứ lặt vặt dưới đất. Dương Thành rũ sạch mảnh thủy tinh trong cuốn sách rồi đặt nó lên bàn, sau đó đứng tựa cạnh bàn, lẳng lặng nhìn hai cô gái trong phòng.
Hoàng Ngân và Thanh Nga cùng phát hiện ra sự xuất hiện của Cao Dương Thành. Đỗ Thanh Nga kinh hãi thét lên chói tai. Anh đi ra ngoài, anh đi ra ngoài. Hoàng Ngân có chút bất lực nhìn Cao Dương Thành. Anh phất tay tỏ ý bảo cô yên tâm. Anh không có ý định rời đi, thậm chí còn không ngại bước tới giường của Đỗ Thanh Nga, giơ tay kéo tấm chăn xuống. Anh làm gì vậy? Buông ra, buông ra. Đỗ Thanh Nga khóc to. Cao Như Thành vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt nghiêm túc nhìn Đỗ Thanh Nga, trầm giọng nói. Cô Đỗ, tôi là bác sĩ, bây giờ tôi phải kiểm tra tình trạng sức khỏe cho cô. Tôi không cần. Thanh Nga khóc lớn. Xin lỗi, tôi không thể thấy bệnh nhân sa sút tinh thần mà bỏ mặc không quan tâm. Vừa nói Cao Như Thành vừa cưỡng ép vén chăn của Đỗ Thanh Nga lên. Bác sĩ Cao! Hoàng Ngân căng thẳng đến mức luống cuống. Đỗ Thanh Nga bị kéo chăn, không cách nào né tránh, lộ ra trước mắt Cao Dương Thành. Đầu tiên cô ấy hơi sửng sốt, sau đó hốc mắt dần đỏ hoe, cuối cùng không khách khí nhào vào lòng Cao Dương Thành, khóc lớn. Thấy tình cảnh trước mắt, Hoàng Ngân hơi ngẩn ra, con người lóe lên giây lát, sau đó rời tầm mắt. Cao Dương Thành giơ đèn pin trong tay lên, vừa bắt đầu kiểm tra con Ngưu, vừa dỗ dành. Trước tiên phải chăm sóc mình, đừng khóc. Chuyện đến nước này rồi, cô phải lựa chọn phấn chấn lên mới là quyết định thông minh nhất. Có hy vọng mới có thể sống tiếp được. Giọng nam trung chất phát của Cao Dương Thành như có ma lực trời sinh, vừa mở miệng là có thể dễ dàng khiến người ta an tâm. Tiếng khóc của Đỗ Thanh Nga rõ ràng đã nhỏ đi rất nhiều. Cô đỏ mắt nhìn người đàn ông có sức hấp dẫn, độc đáo trước mặt. Cắn môi khóc hỏi anh. Bác sĩ Cao, anh cảm thấy cuộc đời của em vẫn còn có hy vọng sao? Sao lại không có? Cao Dương Thành đáp không chút do dự. Nói xong anh lại lấy một bức ảnh từ trong ví ra, đưa cho Đỗ Thanh Nga. Trong tấm ảnh này, tất cả mọi người đều giống như cô. Nhưng mà cô nhìn họ xem, trên gương mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười sáng lạng. Mỗi người đều có cuộc sống không giống người bình thường. Hơn nữa, họ đều dùng hai chân đi bộ, thậm chí còn đeo tay chân giả, tham gia thi chạy 100 mét, rồi đạt giải quán quân quốc tế. Cho nên mới nói hai chân thực sự không thể đại diện cho cả cuộc đời của một con người. Thứ duy nhất có thể đại diện cho cả cuộc đời cô chính là tính cách, là tâm hồn. Người ta đều nói tính cách quyết định vận mệnh. Chính vì họ có quan điểm sống lạc quan, họ mới có thể thành tựu hơn người ngày hôm nay. Còn cô thì sao? Chúng tôi không cần cô phải trở thành một người nổi tiếng vĩ đại. Tất cả chúng tôi đều chỉ hy vọng cô sống một cuộc sống rực rỡ nhất của riêng mình. Cô có mất hai chân cũng không đáng sợ. Chúng tôi có thể sử dụng hai chân giả để thay thế. Có lẽ tay chân giả không quen thuộc bằng đôi chân mình, nhưng muốn tạo thành một thói quen cũng chỉ cần 20 ngày ngắn ngủi, mà sau này thói quen sẽ thành tự nhiên. Từ từ, chúng sẽ trở thành một bộ phận trên người cô. Cho nên, hãy coi tai nạn lần này như một cuộc kiểm tra trong cuộc đời. Tin tưởng tôi, miễn là cô bước qua quá khứ, tương lai thật sự không u ám như cô nghĩ đâu. Hoàng Ngân kinh ngạc trăn trăn nhìn người đàn ông dịu dàng mà kiên định bên cạnh giường. Anh luôn luôn có cách thức tốt đẹp nhất, khiến cho người ta có được hy vọng rõ ràng nhất, lý trí nhất giữa lúc hỗn loạn. Hết phần 24. Mời các bạn đón xem phần 25 ở video kế tiếp. Xin chào, tạm biệt.